bùn cả nhà ơi. Lâu rồi mới được cơn mưa nặng như thế này. Hôm nay lại đỡ tốn tiền nước để tưới hoa tưới cây rồi. Mưa to chưa? Nước ở đây nó chảy xuống đây nè. Gió nó tạt vô. Nhóm bếp làm BBQ cả nhà ơi. Nhìn lửa than rất là quen thuộc. Phải quạt lên để lửa nó hừng lên. Còn bên đây là những nguyên liệu đã chuẩn bị. Sườn cừu nướng. Cách ướp thì hôm trước mình đã chia sẻ với cả nhà rồi. Có bốn cái gia vị chính, đó là dầu ô liu, muối, tiêu và cỏ xạ hương khô. Ngon lắm cả nhà, ướp đơn giản nhưng mà rất là ngon đó. Và đây là cocktail. Cocktail này mình mua trong Carrefour đó, siêu thị Carrefour làm sẵn đó. Cũng ngon lắm cả nhà. Họ làm như vậy mình mua nó tiện á, nhanh lắm. Mình mới đi mua về luôn. Còn cái này là ớt, bắp, cà tím. Cái vị nướng. Rồi. Wow, thơm đó cả nhà ơi. Nhìn về chứ lửa ở dưới là nó hừng đỏ cả nhà. Mà do cái gió nó hướng hướng gió nó làm khói nó bay qua bên này nè, nhìn hơi khói. Mỡ cừu nó chảy xuống nữa. Mỡ cừu chảy xuống làm cho cái khói nó bốc lên đó. Chảy xuống than đó. Cái lò than này á cả nhà. Theo theo như cách cách nướng người ta là sẽ kê cái này lên nè. Đó, nó có cái vỉ ở trên á, mình kê lên đây xong rồi. Than nó phải đầy cái lò này á. Xong mình nướng, nhưng mà nhà mình ăn có hai người đâu có nướng được nhiều vậy đâu, cho nên là mình làm như như vậy nó hơi thủ công á. Con mèo hàng xóm nó đánh mùi nó qua kìa. Qua mà lủi 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 mắc cười đó. Đó là lý do tại sao mà mình nướng nó hơi hơi thấp ở dưới này nè, tại vì mình chỉ cần lượng than nhỏ là đủ rồi, nhà mình ít người á. Con mèo và hàng xóm kia nữa. Lũ lượn chạy qua. Yes. Ồ, mỡ nó chạy xuống mà nó bốc lửa lên luôn. Ồ. Ok. Không không. Cái phần thịt cừu. Hôm nay là nướng chuyên nghiệp rồi nè. Nhất quả tam ba lần. Tên tên tên. Mình để lên cái đây. Cận cảnh nha cả nhà. Yum. Yummy yummy. Cái mỡ nó chảy ra, nó tứa. Ngon lắm luôn. Đó. Tên tên. Bây giờ mình sẽ để cocktail. Cái đây là giống như thịt viên á, meatball. Người ta vò viên như kiểu này nè. Mình nướng tiếp nha. Nướng cocktail. Và trong lúc nướng cocktail thì mình sẽ ăn thịt cừu nha, ăn cho nóng, ăn lúc nóng nó sẽ ngon nè. Mọi người thấy không, cocktail nó chưa có mỡ chảy xuống á, thì nó không có bị khói đó. Than ở dưới hồng á, còn mà nếu mà cừu nó mỡ nhiều á, nó chảy xuống cho nên là khói bốc lên nhiều. Xin mời cả nhà BBQ cuối tuần. Ngon lắm cả nhà. Hai con mèo nó chờ sẵn kìa, tí nữa mình sẽ cho nó. Em cocktail bây giờ đã ra mỡ rồi nè. Bình thường làm cocktail là mình áp chảo á, nhưng hôm nay có lửa này nè, nướng thơm quá chừng luôn á. Và bây giờ em tứa mỡ ra, bắt đầu khối nó lên á, nhưng mà cái miếng thịt nó rất là bóng luôn, mình mới cho xương á. Hai mẹ con mỡ nhiều nó chảy khối á cả nhà. Vì có lửa cho nên là mình kê cái này lên nè.
kê cái này lên trên. Đó, để như vậy đó. Không là có lửa mà để sát quá nó cháy á. Em mèo. Đó, 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 đó. Đó. Tại hồ gặm xương. Con mèo hàng xóm, mèo nhà mình chả gặm á. Bây giờ mình ăn mỗi cái viên khô xong rồi ngồi ngồi kia. Bất động không? Không có. Xin mời cả nhà miếng thứ hai. Đó, đàn mèo hàng xóm nè. Con mèo nhà mình thì như vậy. Chốt xe ăn xương. Đã xong rồi. Rất là hấp dẫn luôn. Xin mời cả nhà. Cocktail. Xin mời cả nhà. Con nè. Mới quăng cho miếng cocktail mà dành nhau ngậm ngậm luôn vậy đó. Con mèo này miếng cocktail mà ăn mặc cứ sợ. Sợ lúc chưa là tới. Còn em bên đây. Còn mèo nhà mình không có quan tâm. Còn bên đây là đang tranh nhau. Đó đó đó. Vừa quăng tiếp mấy miếng cốc tre. Đó đó đó. Trời ơi, em yêu nhà mình không quan tâm luôn. Còn em này nhảy lên tới bàn luôn. Bốn em yêu hàng xóm thi nhau. Mèo nhà mình nó chỉ ăn một cái thức ăn viên á, viên khô á. Nó không có ăn mấy cái khác. Đó, 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 đó. Trời ơi là trời. Bầy mèo. Cắn lộn nha Nam. Quên mất. Vậy là xong rồi cả nhà ơi, chiến trường còn lại. Như vậy là những phút giây thư giãn barbecue cùng với bầy mèo của nhà Nguyên tới đây xin được tạm dừng. Nguyên xin chân thành cảm ơn cả nhà rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới.